Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo thì thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến là vào 8 giờ ngày 17 tháng 7 tới. Sau khi công bố điểm thi thì các địa phương sẽ tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo thì tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là hơn 1.071.000, tăng hơn 45.000 thí sinh so với năm ngoái. Trong đó số thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38%. Năm nay chỉ 37% thí sinh chọn bài thi khoa học tự nhiên, còn lại 63% chọn bài thi khoa học xã hội. So với năm ngoái, số thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội tăng và cao nhất kể từ năm 2017 trở lại đây.